Đây là con đường Hiệp Thành 17 cô chú anh chị. Hướng này mình sẽ chạy ra Lê Văn Khương, Lê ra bến xe buýt Hiệp Thành. Còn hướng bên này mình sẽ chạy lên chợ Hiệp Thành, lên Nguyễn Anh Thủ. Và hôm nay em sẽ dẫn cô chú anh chị mình đi xem một căn nhà một trệt một lầu nằm trong con hẻm phía trước mặt đây. Con hẻm này con hẻm bê tông xi măng 4 mét, chuẩn của chú anh chị đường xe hơi đường thông. Từ Hiệp Thành 17 mình chạy vào trong này tầm khoảng 50 mét của chú anh chị là sẽ tới vị trí căn nhà phía bên tay phải của chú anh chị nha. Khu vực này thì khu vực dân cư đông đúc không mùa mà. Rất là sung rồi của chú anh chị ha. Dân cư rất là đông. Nên là mình cũng mua ở và mua bán tạp hóa nhỏ trong căn nhà này được luôn nha, làm neo rồi ok. Đây đây là căn nhà một trệt một lầu. Phía trước mặt mình nhà thì có diện tích là ngang 4 dài 6 của chú anh chị. Ngang 4 dài 6 quy hoạch dân cư đường trước nhà đường 4 mét chuẩn đường thông. Căn này mua bán tạp hóa hoặc là làm neo rồi cũng ok đó cô chú anh chị, bởi vì khu vực này đông dân cư mà đường thông cũng dễ dễ kinh buôn bán nhỏ lẻ. Về căn nhà thì phía trước mình có một lớp cửa cửa sắt bảo vệ nhà nhà để về mình để xe rồi nó tiện. Phía trong thì cũng không gian có một cái lớp cửa nhà nữa, có sân để xe nhỏ xíu, tiện để một vài chiếc xe, một chiếc xe hai chiếc xe cũng ok. Không gian thì nhà thì một trệt hai lầu, một trệt một lầu. Phía dưới mình có một cái khu vực phòng khách và một khu vực nhà bếp nấu ăn và một cái vị nhà vệ sinh. Tường ốp lát gạch cao 1m2 cũng khá là ok, sạch sẽ cho cô chú anh chị nào mình mua về mình ở nha. Đây không có gian bếp của chú anh chị. Nhà thì đơn giản. Giá căn này thì hiện tại nó chỉ có 1 tỷ 180 triệu nha cô chú anh chị nha. Cầu thang đi lên thì cầu thang tay vịn bằng sắt của chú anh chị. Một cấp thì lát đá màu đăng cũng bắt mắt. Cái này thì có hai cái phòng ngủ. Nhà này thì chỉ có một cái nhà vệ sinh thôi nha cô chú anh chị. Có hai cái phòng ngủ, một phòng ngủ phía trước và một phòng ngủ phía sau, rất là tiện cho hai vợ chồng mua ở gia đình là tầm khoảng 3 4 người nha. Hai cái phòng ngủ tầng đắng lo phòng cao nha. Đây phòng ngủ phía trước có cửa sổ thu hút ánh sáng và một cái ban công nhỏ nữa cho chú anh chị mình không mát nha. Quan sát cảnh xung quanh nhà. Cô chú anh chị là mình quan tâm thì liên hệ em số điện thoại trên màn hình ha. 0898028417 0785978982 của chú anh chị. Hai số đi dùng Zalo của chú anh chị mình quan tâm thì em sẽ dẫn mình xem căn nhà. Đường từ cái nhà này mình ra bến xe buýt Hiệp Thành cũng tầm khoảng 800 m thôi cô chú anh chị, khoảng km. Tầm đó đi chợ thì cũng gần, đi chợ lên chợ Hiệp Thành khoảng 500 m là ta chợ Hiệp Thành rồi, nên là đi chợ cũng rất là tiện, đi tầm đi xe đạp khoảng 2 phút thôi, xe máy thì 1 phút. Đường là đường thông. Đường thông phía bên này thì đường rất là rộng luôn em cô chú chị nha. Đây là con đường nó chạy ra rất là rộng, chạy ra thẳng ra mình quẹo rộng ra, ra gặp Nguyễn Thủ và ra đường đường lộ 80 thì được nha. Đây xin mời cô chú chị mình chạy vòng ra xem đường này thêm. Thì cô chú chị mình theo dõi video thì cũng đừng quên cho em một lượt like, share và một lượt đăng ký kênh, ủng hộ kênh cô chú chị. Em có nhận review nhà chính chủ để giúp cho cô chú chị mình nào cần bán và ưu tiên cho những cô chú chị nào mình có một cái video như thế này gửi em sẽ đăng trên kênh để phụ giúp bán cho cô chú chị. Đường này mình sẽ chạy ra Nguyễn Thủ luôn đi cô chú chị nha.
Vâng, em xin cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã theo dõi thông tin. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở một sản phẩm tiếp theo ạ. Xin cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã theo dõi thông tin. Quan tâm thì nhớ liên hệ em sớm để em dẫn mình xem nhà nha cô chú anh chị, mua ở rất là tiện luôn. Là phía trước mặt mình là đường Nguyễn Thủ luôn em cô chú anh chị. Xin chào tất cả quý cô chú anh chị và hẹn gặp lại em một sản phẩm tiếp theo ạ. Xin cảm ơn.